Rồi, chúng ta đã làm được hoạt cảnh của mình đến đây. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chúng ta map chất liệu cho cái hộp và cái tuýp kem này. Với cái hộp thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển về vùng nhìn perspective và chúng ta bấm phím Alt+Q Q, chúng ta có giày. Chúng ta xem dữ liệu. Tôi đang có, đây là cái sản phẩm sau khi chúng ta phải vẽ, phải mô đậm áp chất liệu xong. Thì đây là mặt trước và mặt sau là giống nhau. Cái nắp là nó như vậy, hai đầu, cái bên hông, một bên hông là như vậy, một bên hông là như vậy. Vậy thì chúng ta sẽ map, vậy là mặt trước, mặt sau, mặt trên là mặt dưới ha, mặt trước mặt sau giống nhau vậy, thì mặt trên là vậy, mặt dưới là vậy, được chưa? Thì chúng ta có cái hình như thế này đây. Người ta đã, tôi đã có sẵn cái map như thế này cho mấy em. Quan trọng là bây giờ mình map làm sao cho nó ra. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại 3D. Đầu tiên là chúng ta sẽ dùng một cái modifier có tên là Unwrap UVW Map. Cái modifier này nó cho phép mình chọn từng cái mặt của đối tượng này và chúng ta khoanh vùng cái map vào cho khu vực chúng ta chọn ở đây. Tiếp theo là chúng ta sẽ mở Material Editor. Chúng ta sẽ chọn một cái ô chất liệu, đặt tên ở đây là hộp. Và chúng ta sẽ vô thành phần diffuse. Chúng ta lấy bitmap và chúng ta lấy cái hình vô. Trước mắt chúng ta cũng kích vào và map vào mà show ra. Đương nhiên là nó không có vừa ý mình ngay. Vừa ý mình ngay thì đơn giản quá. Bây giờ chúng ta sẽ phải học làm sao để chúng ta map đúng ý mình mong muốn ha. Thì giống như tôi phân tích hồi nãy. Thì mặt bên này ha, mặt đằng trước, mặt đằng sau. Nó là một hình, nó là hình này. Rồi mặt dưới là cái này, mặt trên là cái này. Vậy để cái nắp. Rồi ha, chúng ta quay lại chúng ta là. Vậy thì mặt trước nè, tôi chọn vào đây. Tôi sẽ gióng cho nó projection cho nó là dạng thẳng cho nó áp cái hình của tôi chuẩn bị sửa nó sẽ khớp vào đây. Đồng thời tôi open cái cửa sổ biên tập của tôi lên. Tại cửa sổ biên tập này chúng ta còn những lệnh là di chuyển, xoay, scale và tự do hay là lật. Và ở đây là chúng ta chọn cái map mình lấy vô. Đấy. Tiếp theo là ở đây khi ta lấy rồi chúng ta có thể xoay, chúng ta có thể lật, chúng ta có thể gióng vào những cái thứ chúng ta quan rất là nhiều công cụ ha. Thì giờ đây không phải là cái lúc tôi giải thích. Bây giờ chúng ta nhìn con ta làm giùm tôi ha. Ở đây chúng ta có một cái mặt được chọn rồi thì chúng ta sau khi gióng phẳng xong thì chúng ta buông ra, tại vì nếu không buông ra trong này chúng ta không biên tập được. Chúng ta xong rồi thả chọn ha, kế cận chúng ta sẽ lấy free transform và chúng ta scale vào, mình muốn nó lấy cái mặt này thì chúng ta thấy là nó đã vừa ý mình chưa. Chúng ta thấy là cái hình của mình, tôi tắt đi cho mình tạm tạm thời nhìn ha, cái hình mình nó đứng theo chiều dọc, tôi muốn nó nằm ngang ra cơ. Vậy thì chúng ta phải làm thế, là chúng ta phải xoay. Chúng ta xoay thì khi chúng ta xoay thì chúng ta phải biên tập lại. Đấy. Chúng ta thấy rằng chúng ta mới lấy cái bằng này thôi, tôi sẽ lấy cho nó đầy đủ ha. Kéo này lên. Và tôi kéo xích qua sẽ khớp vào cái đầu này nha. Và cái đầu này tôi kéo thẳng xuống đây. Tôi không lấy cái đen đen nha, tôi lấy bên trong của nó thôi. Rồi. Thì vậy thì chúng ta thấy là nó xoay đúng ý mình, được chưa? Vậy là nhớ là không phải là nó được đúng theo ý mình ngay, là chúng ta phải xoay nó lại nữa. Nhớ công cụ xoay nó nằm đây, xoay âm, xoay dương. Kế theo là chúng ta làm tiếp theo cái mặt bên này, chúng ta xoay sang. Chọn tiếp mặt bên này. Rồi chúng ta cũng gióng phẳng. Rồi, để nó lấy lại cái đối tượng ở trong này xong thì chúng ta thả ra. Đồng thời chúng ta ra ngoài này chúng ta cũng kéo nó vào. Đó, vào khu vực bên chúng ta mong muốn bên này. Mà chúng ta quan sát coi nó có bị như nãy không? Rõ ràng cũng bị đúng không? Chúng ta cũng xoay lại. Rồi, mình bắt đầu mình kéo vô. Áp nó vào đây. À, ta lên cho nó cẩn thận ha, đừng có lấy dư, đừng có lấy thiếu. Rồi, coi xem đúng chưa? Đấy, nó làm đúng ý mình rồi, đúng chưa? Và chúng ta được hai mặt. Mặt bên đây và mặt bên đây. Thì nó ngược chiều nhau một chút vậy cho nó đẹp. Còn nếu bạn muốn thuận chiều thì bạn xoay thêm hai lần nữa. Xoay 180 độ nữa.
tức là 2 lần. Để sau đó chúng ta khớp vào thì nó lại xoay ngược lại ha. Bây giờ tiếp tục tôi map ở trên cái miếng trên đây, tôi cũng cho phẳng, sau đó tôi thoát ra, tôi vào trong đây, tôi lấy lệnh xoay free transform, tôi ép lên cái khu vực trên này. Rồi chúng ta ngó coi nó thuận theo ý mình chưa. Đây, thuận thì có thuận nhưng mà nó bị lật đúng không? Tôi muốn là nó cùng chiều với cái chữ Colgate ở bên này. Để xoay lên chúng ta coi sẽ thấy ha, nó cùng chiều. Colgate này ở đây thì cái chữ Colgate này cũng ở đây và ở đây, vậy thì chúng ta sẽ xoay 1 lần, 2 lần nữa ha. Rồi, chúng ta sẽ thấy là chữ ngược lại đúng chưa? Rồi nó khớp rồi. Là xoay 180 độ hoặc xoay 2 lần. Rồi chúng ta biên tập cho nó khớp rồi. Vậy là chúng ta đụng vừa ý mình rồi nè. Đó, đúng chưa? Rồi ha. Còn cái khe này tôi để cận lại những cái khe giữa này này, đó, nó là khi chúng ta tạo chamfer box thì nó có những cái phần chamfer, phần vát ở giữa đó, thì xíu nữa chúng ta sẽ chọn cho nó một màu đỏ hết. Rồi tiếp theo là mặt bên dưới này. Đấy, chúng ta sẽ chọn nó đang làm cái mớ hổ lốn luôn. Thì chúng ta cũng gióng phẳng ra. Đồng thời chúng ta sẽ biên tập vào cái phần hướng dẫn sử dụng bên đây. Lấy cái phần hướng dẫn sử dụng thôi. Rồi cũng xem là nó vừa ý mình chưa. Nếu vừa rồi thì ok, không vừa thì sửa. À, vậy là đúng ý ha. Tức là cái phần mã vạch nó nằm bên dưới, phần thông tin nó nằm đây. Giờ rồi tiếp theo tôi sẽ chọn tất cả những cái phần khác, thì tôi muốn vậy thì tôi nhấn Ctrl, tôi chọn những cái mặt tôi làm rồi, tức là 2 mặt. Chúng ta còn cái phần đuôi nữa ha, chúng ta lấy cái phần đuôi, cái phần nắp dưới này đó. Rồi tôi cũng chọn cái phần dưới đây và tôi gióng phẳng, tôi bỏ ra. Rồi vào đây tôi cũng biên tập lại, tôi lấy cái phần nắp ở dưới này, kéo đuôi hình vô cho chúng ta quan sát. Ở đây tôi bao xích qua quan sát nha. Rồi trong đây nó hơi dư, chúng ta sẽ biên tập cho nó nhỏ lại, khớp vô cái này, khớp xuống dưới này luôn nha. Rồi này hơi dư thì xích vô đó, thì chúng ta tắt đi, chúng ta xem ta có được cái phần gài vậy rất là đẹp. Thì vậy thì chúng ta đã làm được 5 mặt, mặt đáy này, mặt đáy này ha. Rồi xoay mặt hông 1, mặt hông 2, giống lại mặt hông 3, mặt hông 4. Những cái nằm rồi mình chọn lúc, sau đó chúng ta vào edit select invert, tức là tôi chọn những cái nãy giờ tôi chưa làm, đảo ngược lại những cái tôi chưa làm. Thì tôi cũng bây giờ tôi dùng chế độ box cho nó phẳng, nó khít với cái phốc này xong thì tôi tắt và tôi vào UV W map, tôi vào cái phần biên tập, tôi sẽ dùng free và tôi ép nó vào, tôi lấy một cái màu đỏ nào đó thôi, màu đỏ nào đó ở trong này, thì tôi thấy cái màu đỏ chỗ này nó đẹp, lấy cái màu đỏ này thôi. Vậy đó, vậy thì cái phần còn lại của tôi là màu đỏ. Chúng ta sẽ thấy là nó đỏ hết, được chưa? Đấy. Giờ mình xoay lại mình xem ha, xem có vừa ý không. Đây đây đây, thì nếu bạn muốn là bên này đó, nó thuận theo chiều này luôn, cái này nó hơi ngược nhìn kỳ quá thì mình lật lại thôi, tôi sẽ chỉ cách lật. Chúng ta sẽ làm sao cho cái phần xanh này nằm dưới này ha. Rồi giờ mình chọn vào đây, tiếp theo mình fit nó lại một cái nữa đi ha. Mình undo đi, mình thử có undo được không. Undo ra đây mà, rồi hãy kệ nó. Bây giờ bạn sẽ mở lại bảng này lên, rồi tắt đi, chúng ta sẽ lấy lại ha. Bây giờ cái mặt nó là mặt hông bên này mà nó bị ngược thì chúng ta sẽ ép lại, chúng ta xem bây giờ mình muốn xuôi lại thì ra sao nè. Bây giờ mình phải xoay nè 90 ha, tonic 3 lần, tức là 270 độ đó, tôi ép vào đây. Đừng có lấy dư. Dạ, ta coi xem đồng ý chưa. Đó, đúng chưa? Thì mình sẽ xoay ngược lại thì nó sẽ nằm đây, ta quay đến ta coi phải không? Đó, đúng không? Theo cùng chiều rồi ha. Rồi xong. Vậy là tôi vừa mới hướng dẫn ta map xong cái hộp. Ta sẽ cho gọn lại, chúng ta sẽ quan sát.
À, chúng ta sẽ render xem. Đúng không? À, rất là đẹp. Ta quan xoay, ta coi quan sát luôn, chọn đối tượng của mình và xoay nha. Xoay vùng nhìn chứ không phải. Nhớ là xoay vùng perfecti, đừng xoay camera. Đây, chúng ta quan sát đây, mặt chính là à, mặt lưng dưới này, mặt đây này và mặt đây. Được chưa? Rất là đẹp. Và cái nắp như thế này nha. Rồi, antenna quy. Thì chúng ta thấy hai cái nắp này, hai cái nắp nhỏ là nó màu đỏ hết này, mình nuôi lại là lấy mình animation đó. Thì khi nó mở ra hai nắp này màu đỏ, bên trong màu đỏ hết. Tất cả những cái còn lại là màu đỏ hết. Được chưa? Đó, rồi ok xong rồi nha. Antenna quy chúng ta mở ra. Thì đối với cái nắp này thì tôi không có hướng dẫn tiếp nữa tại vì nó giống nhau à, thì tôi sẽ để nó đóng lại, chúng ta quan sát đây. À, cận vô chút. Chọn nắp này ha. Cái nắp này tôi cũng map chất liệu giống như hồi nãy. À. Và bây giờ ví dụ như tôi muốn cho con ghét ngược lên thì giống như nãy thì chúng ta cũng áp unwrap UV như map vào, cũng lấy cái hình hồi nãy map vô. Nhưng mà ở đây ví dụ như là nó nằm hơi ngược thì tôi muốn nằm xoay lên chẳng hạn. Thì chúng ta giống như hồi nãy chúng ta mở anh bạn này lên và mình xoay cho nó một vòng, hai vòng. Thấy chưa? Thì chúng ta sẽ thấy là nó chữ nó xoay ngược lên cho mình. Đây. Đấy ha, cho mình đọc được. Vậy là xong ha. Vậy là chúng ta có được một cái tiếp hộp kem rồi. Bây giờ bắt đầu chúng ta đi map tiếp kem. À, với tiếp kem thì chúng ta cũng ẩn hết tất cả mọi các đối tượng khác đi để chúng ta dễ quan sát. Và chúng ta ở đây chúng ta cũng có thể áp unwrap UVW map như hồi nãy. Rồi, map chất liệu cho cái tiếp này chúng ta cũng làm tương tự. Chúng ta áp vào đây một unwrap UVW map. Và trong thành phần material thì chúng ta lấy chính cái phần mà mình vừa áp cho nắp cái hộp hồi nãy đó. Rồi, chúng ta map vô, show ra. Rồi, nhưng mà mình biên tập lại ha. Chúng ta sẽ phải sử dụng những vùng nhìn phẳng. Tôi ví dụ, perspective tôi chuyển sang vùng nhìn front. Đó, rất là thẳng như thế này, tôi zoom cận lên. Đó. Và khi mình chọn, chúng ta đang có một cái chức năng ở đây là ignore back facing, tức là nó mình chọn cái mặt đằng trước thì nó sẽ bỏ mặt cái mặt đằng sau, nó không có lấy nha. Nhớ phải bật chức năng đó lên, nếu không bạn rê vậy lấy luôn cả hai mặt, mặt trước mặt sau nha. Chúng ta lấy cho mặt trước thôi, chúng ta rê từ đây, không lấy nhiều quá, lấy vừa đủ dưới này ha, tới chỗ này thôi. Đó. Tôi để chế độ quay frame cho chúng ta thấy nè. Đó, chúng ta lấy tới đây ha. Tiếp theo chúng ta sẽ đóng phẳng, đóng phẳng nha, đóng phẳng đi. Sau đó mình vào trong Open UV W Map, chúng ta sẽ ra như vậy. Chúng ta sẽ đưa cái nhãn hiệu vào, đồng thời mình tắt đi. Chúng ta sẽ điều chỉnh đó, bằng Free Transform. Chúng ta xem là à, nó thuận theo ý mình chưa ha. Chúng ta quan sát để cận vô một xí nữa. À, qua đây ha. Thì chúng ta sẽ thấy là cái hình của mình nó sao đây, nó map theo cái chiều dọc, trong nó muốn nằm ngang thì chúng ta xoay 90 độ ha. Sau đó nhớ là cẩn thận không bị làm mất chọn nha. Và chúng ta sẽ điều chỉnh vào đây, mất chọn là chúng ta phải chọn lại vô mặt polygon ở bên ngoài, mặt face ở bên ngoài. Đấy, thì chúng ta xem là nó nếu mà nó nằm theo chiều này đã ok chưa. Đây đúng rồi ha, chúng ta sẽ kéo nó face xuống đây. Đó. Rồi, nuôi bao chúng ta quan sát này. Đó. Nó được nằm đây ha. Tiếp theo tôi muốn làm mặt bên kia, tức là ngược cái vùng nhìn front là vùng nhìn back. Tôi chuyển sang vùng nhìn back. Tôi cũng chọn giống như hồi nãy là chuyển vùng nhìn sau lưng ha. Tạm thời nhỏ xuống. Rồi tôi cũng chọn vùng. Bằng cách tôi rê như thế này tiếp như hồi nãy, lấy bằng với cái thiết kế hồi nãy ha, bằng nhau luôn. Thì lúc này nó chỉ lấy cái mặt sau thôi, ở các cái mặt khác nó không có lấy, chúng ta quan sát này. Đúng không? Nó không có lấy. Rồi, cái mặt này tôi cũng phẳng ra, à, màm thẳng ra. Đồng thời tôi mở cái edit này lên. Rồi, bạn chúng thấy là nó nằm ngang, chúng ta sẽ xoay lại 90 độ. Đồng thời, bên ngoài mình phải tắt đi nha, thì bên trong ta mới transform được nó. Mình làm đâu mất chọn rồi. À quên, tôi tắt đi, tắt vẫn lộn sang nút khác, nằm thẳng nha.
làm nó phẳng ra, sau đó thì tắt đi, chúng ta vào đây chúng ta scale. Thì cái phần này tôi muốn lấy tùy theo mình, là mình muốn lấy chữ cách dùng sử dụng hay là lấy con ghép bên này, thì tôi lấy bên này đi cho đẹp. À, còn chúng ta muốn lấy đâu, lấy ở đâu mình điều chỉnh vào đấy thôi, không có gì quan trọng ha. Thì thôi để tôi lấy cái hộp này đi, cái tiếp này cho đẹp, tại vì cái hộp đã có mã vạch bên ngoài rồi, thì bên trong không cần mã vạch, thì ta sẽ đưa vào đúng cái khu vực này. Đó, xong rồi. Vậy là mình có hai mặt trước và mặt sau. Wow, nó chưa xoay đúng ý mình đúng không? Mình sẽ xoay. Cập nhật lại. Đấy. Thì tôi muốn cái chữ nằm trên này, cái hộp nằm dưới, chúng ta sẽ xoay thêm hai lần nữa. Rồi ha, chúng ta sẽ điều chỉnh vào. Đây. Để xuống đây. Rồi nha. Kế đoạn chúng ta sẽ chuyển về vùng nền phân. Rồi chúng ta nhấn Ctrl, chúng ta chọn. Chọn lại cái phần hồi nãy chúng ta đã làm. Rồi ha. Nhớ chọn cho đủ. Nhớ và chúng ta phải nhớ là nhấn Ctrl tiếp theo luôn nha. Nhấn đi hết qua đây luôn. Xem lại ha, mình muốn lấy tới chỗ này lại. Rồi bây giờ chọn về đi. Đây, hết cái mặt này. Rồi sao mình lấy vẫn bị thiếu nào. Rồi là đi qua thêm tại mình kết cái này lên chi, không có kết ha. Đó. Tức là răng ngang qua là tự động nó chọn chứ không cần phải lấy bao bao chọn. Thì để xem tôi muốn hút này đúng rồi, lấy đây ha, vừa răng ngang ra thôi, thiếu thêm tí nữa. Rồi tôi lấy set lên trên này một chút xíu luôn đi, cận cảnh vô nhìn cho kỹ nha. Này chỗ này. Đó, rồi bấm phím Y nha bạn. Đó, rồi xuống tới đây tiếp. Sao lấy nhiều thế, antenna ta lấy sai thì antenna mình trừ đi. Đó, mình lấy tới đó. Tương tự như vậy chúng ta chuyển sang vùng nhìn bắc. À, chúng ta cũng nhấn Ctrl, chúng ta chọn. Rồi bây giờ vô đây edit select invert, đó là những cái phần còn lại chúng ta sẽ tô một cái màu. À, chúng ta vẫn còn dư chỗ này, nhấn Ctrl next thêm vào đây đi. Bỏ chọn, nó bỏ chọn chỗ này, Athanas bỏ chọn ra nha. Rồi những phần còn lại thì tôi lấy một màu đỏ, màu trắng thôi. Ở đây xem mình cho trắng thì cho đẹp đúng không? Trắng thì ở đây chúng ta sẽ cho lại một vùng nhìn phẳng đó, cho nó thẳng ra thế này luôn. Sẽ bóc được ha. Nó thẳng đi. Sau đó mình tắt cái này đi, chúng ta sẽ ép nó vào. Chỗ này là rất là nhiều thứ ha, sao không hết chọn rồi. Undo. Edit undo ở đây. Không cho undo, mình làm lỗi mất cái chỗ này rồi. Tự nhiên đi chọn vào đây. Undo nghe. Ok. Đấy ha, thì mình đang chọn ở cái khúc chỗ này, chúng ta sẽ lấy scale. Và chúng ta scale lại, chúng ta thích màu gì thì chúng ta coi trong này có cái màu gì thì mình cho vào. Đó. Màu trắng ở trong này thì hơi bị ít. Để đỏ thì dễ đúng không? Mình chọn vẫn còn thiếu một chút. Ơi, tôi cho đỏ luôn đi. Nếu muốn trắng thì mình đã cho một cái màu trắng tí xíu xíu, nó hơi khó. Để cho đỏ luôn. À, lấy cái đỏ ban nãy ở chỗ này. Mất chọn rồi. Rồi ha. Đó. Rồi. Vậy là chúng ta vừa mới map xong cái tiếp kem này.
Ủa, sao trên này nó mất tiêu hết trơn rồi. Ra xem lại nha. Rồi. Bây giờ chúng ta map xong cái tuyếp, cái hộp và cái nắp. Cái nắp tôi vừa mới biên tập một cái miếng màu đỏ ha, cho vào. Mà bây giờ thì tôi muốn rằng nó bóng bẩy lên một chút xíu, đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn cái ô hồi nãy chúng ta map chất liệu cho cả hai hộp và tuyếp. Chúng ta sẽ tăng thế này, đây chúng ta quan sát kỹ nha. Tôi tăng cái cường độ sáng lên. Bạn thấy nó sẽ sáng lên thế này, nhìn nó mới hơn nhưng mà nó bóng sáng nó loang lớn quá. Tôi sẽ tăng tiếp tục luminescence lên thì cái bóng nó gom lại. Đó, bóng gom lại nhìn nó bóng giống như cái này là simili, còn cái này là cái này là nhựa mà nó rất là bóng, và cả thế anh bạn này nữa ha, nhưng mà mình liệu chừng bóng sao cho nó tự nhiên rồi ha. Rồi ở đây cũng vậy, cái nắp này nó cũng là một cái nhựa bóng cho nên là tôi cũng tăng lên gom bóng vào cho nó bóng bẩy chút. Rồi đến cái tuyếp nước sữa bên trong này, kem răng trong này nó là một màu trắng, thì tôi sẽ lấy một màu trắng ở đây. Rồi tôi chọn map vô. Đó. Thì cái này chúng ta có thể cầu toàn thì chơi một chút xíu noise nó tự nhiên, nhưng mà thôi khỏi, nó nằm bên trong nó chỉ đưa ra một xíu thôi, nó không cần chi cho nó tốn thời gian ha. Rồi vậy thì chúng ta đã có như thế này, đây một nắp, một cái hộp và một tuyếp kem. Mở nắp ra rồi ha. Tiếp theo